Mình á? Mình nhìn cái gì ấy? Nhìn đất. Nhìn đất á? Bình muốn đu quay không? Có. Mình đu quay thì Bình ở lều chờ mẹ đi lấy cây làm đu quay nhá. Nhá. Bình ở đây chờ thôi. Mẹ đi lấy cây làm đu quay nhá. Vâng. Bye.
cái chân xuống bên kia đi. Cầm dây. Nha. Tụi về nha. Đứng không? Đứng không? Đi giờ không nhìn đất nữa nhá. Thân này đục quay nhá. Chưa? Quay lại cái này thì bên máy đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên đi. Nó nào cũng hết mà. Đi thả một con tổ nhất đấy. Từ từ thôi nhá. Cái này xuống biển rồi. Nó xuống biển rồi. Con này. Từ từ thôi nhá. Ơi. Bye bye. Bye bye. Con cá nhất. Hết. To chưa? Con cá này to lắm. To như con gì vậy? Cái này mà. Hai ba ngày chăn một lần. Hai con cá có gì? Ui giời. Ui. Cái tươi cong cong.
đuôi cong cong này. Xong vui vẻ nhá em cá. Con đi chơi rồi mình nhỉ. Nhưng mà mình nói con cá nào ngon. Bao nhiêu đấy bác? Hết 400 rồi. Ờ, chào nhá, chào nhá. Mai lại lấy mai kia nhá, chỗ cỗ chân nó to nhá.